Đây nha, hôm nay mình hướng dẫn anh em về cái đặc điểm của cái bóng đèn trong loa tép nhá. Đây, ở đây có một cái bóng sơ cua này dán trên nóc này. Nhớ nha, trong quá trình sử dụng bóng đèn không được phép sáng mới gọi là âm ly chuẩn vang chuẩn. Còn bóng đèn mà này mà bị sáng ấy, trong quá trình mở nhạc bình thường ấy, là dấu hiệu của dày giải tép do phối ghép lô côm từ vang nâng hoặc các thiết bị khác. Đấy, bị cái bóng đèn này bị sáng ấy, là dấu hiệu của dày giải tép bị méo tín hiệu. Đấy, nên là chất âm của bộ dàn của anh em không ok được. Đấy, tép sẽ cần sự siêu mỏng nên là không cần độ dày của giải tép. Đấy nha, bóng đèn không được phép sáng mới gọi là dàn chuẩn nha. Đấy, âm ly chuẩn bóng đèn này có thể rút ra và thay thế. Đây, bóng đèn này đây, anh em có thể rút ra và thay thế. Đây nha. Đấy, bóng đèn này nha. Nên nhiều anh em về lại không biết cái bóng đèn này để trên nóc để làm cái gì. Và nhiều anh em lại không thấy bóng ở đâu. Đấy, bóng này là bóng sơ cua, còn cái bóng dưới này là bóng đang chạy. Nên cái đặc điểm của âm thanh là như vậy. Để tép thì nó cần sự siêu mỏng chứ không cần độ dày của giải tép nhá anh em nhá. Nên bóng đèn không sáng mới gọi là âm ly của bộ dàn chuẩn. Bóng đèn mà bị sáng á, là do âm ly vang trùng tép phang nhau lẫn lộn, gọi là méo tín hiệu, trùng chạy lẫn tép. Đấy, nó có hiện tượng dày giải tép gấp rất nhiều lần nên là chất âm của các bạn nó sẽ bị dè, nó sẽ thô, nó sẽ tù tép là ở chỗ đấy. Không sáng mới ok, mà bị sáng là anh em phải xem lại ngay cái bộ dàn nhà mình là không đạt chuẩn rồi anh em nhá. Không bao giờ ok được. Đấy nhá. Đấy, có nghĩa là bóng đèn mà bị sáng á, có nghĩa là không phải giải tép mà nó là cái giải rất là dày. Đấy, nên là chất âm vĩnh viễn không ok được. Đấy, nên chỉ có cái loại loa tép này mới phát hiện ra điều đó. Còn tất cả những loại loa tép tụ cản thông thường thì không có cái cảm biến như cái con này. Đấy, đây là gần như là một cái đồng hồ để xác định bộ dàn nhà anh em có ok hay không. Đấy nhá, không sáng mới ok, còn bị sáng anh em phải xem lại ngay bộ dàn anh em nhá, phối ghép cho nó đúng vào.